hôm nay đang sống động tại giáo xứ Tân Hương của chúng ta này. Anh chị em thấy có các kiểu nói lên các dâu, các giáp, các đoàn hội trong giáo xứ Ngưỡng Nhân ở quê nhà thì hôm nay cũng đang sống động trước mặt anh chị em, và nhất là sống trong trái tim của anh chị em. Cho nên anh chị em bà con Ngưỡng Nhân hôm nay có thể nói với lớp trẻ hôm nay cũng như nói với bà con anh chị em ngoài Ngưỡng Nhân rằng đó là giáo xứ Ngưỡng Nhân của tôi. Giáo xứ Ngưỡng Nhân của tôi không chỉ có lòng yêu mến Đức Mẹ Maria mà còn là một diễn tả lòng yêu mến ấy bằng những tổ chức, bằng sự gắn kết từ các đoàn hội đến dâu giáo và đến cộng đoàn giáo xứ, để ai ai cũng hiểu được thế nào là giáo xứ và sự cần thiết như thế nào là giáo xứ. Và hôm nay chúng ta lại hạnh phúc hơn thế nữa khi chúng ta cái giáo xứ ấy lại được tháp nhập và có một người mục tử đầy lòng yêu thương, mở rộng trái tim để đón nhận anh chị em vào đoàn chiên của Ngài, đó là cha chánh xứ Tân Hương của chúng ta. Vì thế, thưa anh chị em thân mến, trong thánh lễ này tôi không thể diễn tả hết niềm vui của anh chị em, nhưng tôi cũng muốn gợi lại một đôi chút như thế. Nhưng muốn nói với anh chị em rằng niềm vui không chỉ dừng lại ở tình cảm mau qua trong cái tổ chức thánh lễ hôm nay, nhưng ước mong rằng niềm vui ấy sẽ trở thành nền tảng đi vào trong trái tim cuộc sống của từng người chúng ta, để chúng ta trải dài trong cuộc sống. Rồi ngày mai anh chị em trở về với đời sống thường ngày, trở về nơi này, trở về nơi kia, nơi công ty, nơi xí nghiệp, anh chị em mang theo cái trái tim của mẹ Maria đến tận nơi đấy. Đó chính là ý nghĩa mà chúng ta cử hành thánh lễ hôm nay. Nếu không có cái ý nghĩa này thì việc cử hành thánh lễ hôm nay không đem lại giá trị cho chúng ta. Vậy thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta một người mẹ. Chúng ta tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta mẹ giáo hội. Chúng ta tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta các giáo xứ, để hôm nay chúng ta làm sống lại đời sống đức tin trong cộng đoàn, trong giáo xứ. Để rồi làm sống lại ấy, chúng ta trở thành sức sống cho đời sống thường ngày của chúng ta. Xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria đầy lòng yêu thương ấy, xin mẹ tiếp tục dẫn dắt chúng con và đem chúng con lúc nào, dù ở đâu, dù trong hoàn cảnh nào, chúng con vẫn có mẹ ở bên. Và khi có mẹ ở bên, chắc chắn rằng chúng con không sợ gì và chúng con cũng chẳng lo gì nữa, vì mẹ yêu thương chúng con. Xin Đức Mẹ tiếp tục ở trong chúng con và dẫn dắt chúng con trong tình yêu thương của Chúa. Amen.